mẹ cũng để luôn. Cái chồng Rồi khác. bỏ chồng Nói gì khác đó ha. Rồi mồ coi rồi bỏ từ nhỏ. Bỏ từ 10 tháng tới giờ đó. Trời Rồi ơi, ổng ở nghiệp đây dữ làm vậy trời. chuyên sanh là ở đây hỏi trong phường vô trong phường biết hết trơn à, tại nuôi từ đó phường lại hồi đó là chưa làm dây chuyên sanh cho phường làm cho luôn, còn thằng này chưa làm nè, mất dây chuyên sanh rồi đi làm ta kêu đi chỗ nó sanh ở bệnh cái gì 512 giường đó, À, bên rồi dương. nhỏ thứ tư nó làm đó, nó đi xin cho người ta không cho, người ta kêu tôi đi lấy thằng này đi người ta làm cho rồi tôi. Dạ kính thưa cô chú anh chị, trên tay của Mạnh đang cầm ngải đen, ngải chống độc của Cao Trung Sơn hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, thoái hóa cột sống, thần kinh tọa, viêm son, viêm nhiễm, viêm búi chỉ, đặc biệt là di căn tế bào ung thư. Cô chú nào có nhu cầu đặt hàng cứ liên hệ số điện thoại ở dưới màn hình. Dạ anh em con chào cô. Dạ chào. Cô ơi đây là sao với cô mà con thấy đông quá vậy nè? Cháu ngại không à? Trời ơi, nãy anh em con đi ngang tính đâu là cô giữ trẻ không à? Không phải, năm đứa là ba nó thôi rồi dù mẹ nó đi làm Đồng Nai. Còn mấy đứa đứa này là một cô hồi nhỏ, còn hai đứa này ba nó chết hồi mà bệnh dịch đó, rồi mẹ nó là con tôi nó đi lấy chồng sau này. Dạ, vậy là lúc mùa dịch là bị mất hả cô? Dạ, bị mất hai đứa này nè, ba nó nè. Tội nghiệp dữ gì đó. Mẹ thì bỏ hả? Mẹ thì đi lấy chồng rồi đi ở với tao không Trời được, thì ơi. lại bỏ tôi là ổng mất, là nó đem lại đây luôn. Mẹ bỏ, cha bị mùa Covid thì cha mất. Còn còn mấy đứa nào nữa đâu Cô cô là bao giới nhiêu thiệu đứa, coi. tổng hết là bao nhiêu đứa? Ở đây là 11, là đi ba con tao. Đi đâu cô? Đi theo mẹ nó, ba đứa. Sao khóc rồi? Chắc con khóc Sao khóc? Có thể có gì cô cứ nói đi, nói tụi con biết đi. tại như hồi ổng còn thì đỡ, tại không mất ổng rồi tôi nghĩ mấy đứa này tôi khả năng nuôi nó cũng không có, mấy đứa nó tháng nó mới gửi đâu có đủ Bây đâu. giờ cô giới thiệu cho tụi con biết là đứa nào anh em riêng ơi. Nè, này, Đây. như đó là, nè, bốn đứa. Rồi bốn đứa anh em qua ngồi một bên. Bốn đứa qua anh em một ngồi một bên đây để cho mấy chú phân biệt coi. Đâu 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 ngồi ngồi quá quên nè, quá quá heo quá quá lại đây heo cái nào gia đình là để riêng riêng nè, đó cái 11 đứa lần hả cô 11 rồi nó đi hồi ngồi đang quán đang quán con ngồi cái xin đó, đó mày đi rồi ngồi chọn đó, em bốn à còn đâu nữa anh em nào khi khác đâu còn hai đứa này ba nó chết ba mắt kia là một cô hồi nhỏ tôi nuôi từ rồi nhỏ còn bé áo đỏ đó đó là bốn đứa đó năm đứa đây là năm đứa mà năm đứa là mẹ ba nó thôi rồi thì mẹ nó đi làm Đồng Nai á là mới làm hồi Tết tới giờ đi tháng mới gửi tiền còn như ba đứa này ba ba nó chết gần thằng kia một cô thôi nhỏ trời ơi tôi vậy nuôi là tới mấy tháng tính là ba bé trai này là cha mắc rồi một bé lớn thì bị mồ côi từ nhỏ luôn dạ từ 10 tuổi 10 tháng tới giờ ổng nuôi ổng để tên họ ổng luôn rồi ổng mất rồi ông ơi đừng có cho tôi bỏ mấy đứa này trời ơi ông thương thằng đó lắm ông nuôi tài ông con trai lớn ra ngồi xích ra đây nè con ngồi kế bà ngoại nè là tổng cộng là cô có mấy người con vậy cô bộ năm đứa bốn đứa gái đứa trai mà cháu nội ở Sóc Trăng cọc thằng trai tôi bây giờ nó ba nó mất nó cũng vợ nó thôi nhau rồi nó gặp vợ ở đây bây giờ nó đi tu hành rồi đi tu hả cô dạ nó cũng làm bệnh cho anh ta thôi nó không có lấy tiền dạ cô ơi cô con nghe tiếng của cô phải là người dân tộc Khmer không tôi người dân tộc dạ rồi ở đây như vậy là một mình cô nuôi tới 11 đứa cháu à tới tháng như mẹ nó đi làm thì gửi người 2 triệu 3 triệu vậy đó đâu có đủ đâu hồi đó ông còn thì tôi đã cho mượn đất nhỏ bán mía đó chồng đó chồng bán gì đó bây giờ từ bệnh dịch tới giờ không có mía còn ông mất rồi còn cỡ hơn công đất vậy nhờ khi bán ngày ít ly không bán như hồi đó thì hơn một công đất mà ở luôn. Đó là đất là nhiều lắm mà lúc ổng bệnh đó ổng khoa rồi tới chừng mía nó chết hết rồi bây giờ nước ngập còn cỡ công đất vậy đó tôi đi làm mỗi ngày đó đi đó nhầm thiết đốn bán 50-60 30-40 gì đó để mua đồ cho mấy đứa nó ăn dạ rồi con gửi đâu có phải để sống như thiếu tiền ta thì đóng lời rồi đóng tiền tiền điện hai bên bên chỗ mình xây nước mía đó rồi dạ. theo bên này đâu có được ăn uống nhiều đâu tại mình thiếu người ta thì có đóng lợi cho người ta dạ
Ồ, anh này làm gì uống sữa dữ vậy bộ, ăn uống gì sáng giờ có ăn gì chưa mà uống sữa múc? Sáng không có đâu. Múc quá kìa. Bây giờ mấy đứa con giới thiệu tên của tụi con từ đứa đi. Là để cho ông bà cô chú là biết tên của tụi con nè. À, bé nhỏ này con tên gì? Nó lớn lên con con tên gì? Tên Hằng. Nói đi con. Nói cho ông bà cô chú nghe con tên gì? Tên Hằng. Tên Hằng con mấy tuổi rồi? 2 tuổi. Rồi giới thiệu tên đi con. Lớn lên con. Hả? Hôm nay con 13. 13 tuổi rồi con. Dạ con Thạch Thị Ngọc Trinh 10 tuổi. Thạch Thị Ngọc Trinh. Rồi con tên gì? Rồi con trai. Nó lớn lên con. Sơn Thành Phát. Sơn Thành Phát mấy tuổi? 11 tuổi. Rồi con trai. Sơn Thành Đạt. Anh em Thành Phát Thành Đạt nghe tên ngon nha. Rồi con trai. Con tên Sơn Hoàng, năm nay con 15 tuổi. 15 tuổi à, còn đi học mấy đứa, mấy chị em con còn đi học không? Còn. Đang đi học phải không? Dạ. Gần tới tu trường rồi. Tính giờ. Đứa này mới vô đó mà tôi xin vô hai đứa. Dạ. Rồi con trai tên gì đây? Sơn Long. Mấy tuổi rồi? 5 tuổi. Năm tuổi. Tính ra cô lo cho mấy cháu này đi học hết là cô giỏi á chứ. Tại cũng như là không có sáng gì nó đi lượm mù á. Dạ. Tại ở chỗ tôi đi bán, tôi đi chỗ vườn mía làm cỏ gì bán thuốc định với mấy đứa đi lượm mù. Người ta thấy tụi nghiệm ta cho này nọ ăn. Vậy là mấy đứa cháu của cô cũng là đi lượm ve chai luôn. Dạ, lượm 2-3 đứa này tới dự chu học là nghỉ. Hồi xảy xíu chủ nhật hồi sáng nó đi lượm rồi. Ở đây là 8 đứa, như vậy là 3 đứa kia chừng nào về cô? Bà đưa đó không biết nó có mẹ nó ở đó, nó nói gì mà không biết gì hay không. Có nghĩa là hồi là ba đứa cháu nó đi lên trên đó hồi nào? Lên nghỉ hè. À lên nghỉ hè chứ trước giờ là cô nuôi không? Nuôi không. Là bé mấy tuổi cô? 15 vô 16 là nhỏ lớn nó 16, con nhỏ thứ tư bên đó đó. Dạ. Rồi thằng trai là 8 tuổi. Dạ. Rồi mẹ nó đi Bình Dương làm hồi vừa mới sanh đó thì nó chưa về đó. Mẹ nó mới sanh đứa nữa, nó không thôi cái rồi. Gì vậy là cái người mẹ mà 5 đứa đó hả? Không, 5 đứa này cha nó thôi rồi. Đó, bây giờ đi mình nè. Bây giờ cho con hỏi lại về cho cô bác dễ hiểu nè. Cô là có tổng cộng 5 người con đúng không? Dạ. Dạ, người con lớn nhất của cô là bao nhiêu tuổi? Thứ hai. 38. 38 tuổi mà là ta, có mấy người con? Ba đứa mà ta ở không có giữ cháu nội, người ta ở bên Sóc Trăng á. Rồi bên Sóc Trăng rồi tới người con kế của cô. Kế thứ ba nè. Mẹ nhỏ này là cha mất. Là cha mất đúng không? Giờ chỉ còn một mình mẹ thôi. Mẹ thì đi có chồng khác sao mà cũng gậy lộn hoài à, người đâu có nuôi hai đứa. Bỏ con, bỏ con luôn. Rồi người con kế thứ tư là? Thứ tư nhà đó, người ta đó còn có mấy người con cô? Người ta hai đứa, vừa có đứa nữa rồi mới mẹ, nó nghỉ hè nó đi chỗ mẹ nó hồi bình. Dạ. Rồi tới người con thứ năm là thứ có mấy đứa? Thế năm là bốn đứa lặng gái hay trai con? Năm đứa lặng ba nó bắt đi đứa còn bốn đó. Còn mới bốn nè. Tôi đâu cho đi học đó, mới nghỉ hè bắt nó đi thấy tôi mẹ nó đi, nó lấy thầy đi đặng cho học. Mới tức bắt. Là hai vợ chồng cũng thôi rồi. Thôi rồi. Người ta bắt đứa con ta này con riêng. Rồi người con kế nữa? Kế nữa là Út nè. Út là có một thằng này thôi ha. Nhưng mà người con Út nãy cô chia sẻ là cũng đi tu rồi ha? Không, đó thứ hai. Thứ hai hả? Thứ hai là trai đó là đi tu, phần này là cũng theo chồng nó rồi. Dạ. Thì bỏ nè, từ 10 tháng người ta không phải người ta bỏ luôn đâu, bỏ nó không chịu đi, nó ở với tôi nó không chịu đi chỗ mẹ nó. Rồi ông nói lại ông cha mẹ cũng gian dở hết. Tính ra vợ rồi đi, rồi đi làm đó nó không chịu á, đi làm rồi. Mấy đứa con của cô bây giờ là cứ bỏ hết, bây giờ đưa cô nuôi hết luôn. Người thì người ta đi làm vậy đó, bên đó ta làm người ta cũng gửi tiền, bây giờ mới nghỉ hè ta đi, còn mấy đứa này là tại cha nó thôi nhau, còn hai đứa này chết. Còn này hồi nhỏ thì như tôi nuôi, ổng nuôi đó, một cô tới giờ luôn. Ủa là làm bé đó là sao cô? Cháu ngoại luôn. Cũng cháu ngoại hả? Là ba mẹ đâu? Ba nó có vợ khác. Rồi mẹ? Mẹ cũng đi luôn. Cái chồng khác. Bỏ chồng khác. Rồi mời coi rồi bỏ từ bỏ nhỏ. Từ 10 tháng tới giờ đó. Rồi ổng ở đây làm vậy chiến sanh là ở đây hỏi trong phường, vô trong phường biết hết trơn à. Tại nuôi từ đó, phường lại hồi đó là chưa làm dây chứng sanh cho, phường làm cho luôn. Còn thằng này chưa làm nè. Mất dây chứng sanh rồi đi làm, ta kêu đi chỗ nó sanh ở Bình Dương, cái gì
512 giường đó. Rồi nhỏ thứ tư nó làm đó, nó đi xin cho, người ta không cho, người ta kêu tôi đi lấy thằng này đi, người ta làm cho, rồi tôi không có tiền bạc chưa đi. Cô mấy mươi tuổi rồi? Cô tôi 62 vô, 63 năm nay. Ông mất thì tôi chưa đi 60, ông mất gần 2 năm. Chú đây hả cô? Dạ, ông ung thư. Ông mất rồi tôi mới khổ, ông thư gan, ông bệnh gan, ông làm cái giường mẹ đất ta đó. Gần 10 công ông làm mình êm. Ở đây ai cũng thương ông hết á. Rồi mấy đứa này rồi ba mẹ đi làm xa rồi mỗi tháng đó, cũng có gửi tiền cho cô? Mới gửi lúc trước được 3 triệu trả anh ta mua có được sạch này. Bị ở xe này gãy không có tiền nữa nó gãy hết trơn rồi. Chạy mua gạo mua về ăn nữa đâu. Tổng cộng ở đây mấy đứa là đang đi học cô? Ba hai đứa này với hai nữa năm đứa, bây giờ còn năm đứa không thôi là học tới năm đứa lớn ha. Bảy đứa là rồi mình sách vở mình có mua cho năm đứa chưa? Hai đứa này là ta cho lớp 1 cũ, còn mấy đứa này cũng mua, hai đứa này mua lớp 5 ta không có lấy sách cũ mua rồi, mẹ nó gửi mua rồi. Tức là hai đứa này thì mẹ gửi tiền về mua rồi. Dạ. Còn lớp 1 thì sách cũ ta cho. Ta cho, cũng mặc quần áo cũ, mặc quần áo này nhỏ cho học. Con học con thấy chứ. Là cô cũng lớn tuổi rồi, mà một mình cô nuôi tới 11 đứa cháu như vậy vất vả lắm hả cô? Cũng khổ lắm. Ngày đêm nào cũng gợt nước mắt, ai chửi cháu mà chửi từng bằng nước mắt không. Ai chửi cô? Tôi không, nhưng hoặc là giận làm bộ chửi vậy mà mình chửi thương cháu, mình khóc hoài. Tuổi thân là cháu em, la gầy á, la gầy á. La thương. Nhưng mình không có tiền bạc lo cho cháu mà mình tội nghiệp nó, mà đều la vậy nó mình đi lén khóc. Dạ. Đâu có cho nó biết. Có nghĩa là cô gầy dạy mấy cháu nhưng mà cô không có khóc. Cô tuổi thân nhưng mà cô đi ra ngoài cô khóc ha. Thấy tội nghiệp như là mình không đủ. Nghĩ là cha mẹ đồ ai cũng bỏ con cái đi hết. Dạ. Không ai lo lắng. Này nó đâu có ở đây với tôi luôn mà tại kẹt nó. Bây giờ cha nó thôi không có tiền bạc vậy. Đi ở đây bán mía gì đâu có đâu. Ngày nhầm khi 30-40 ngàn có là bán. Cô bán nước mía hay là bán cây mía? Nước mía chỗ đó. Dạ. Chỗ mà trước nhân ai đó. Đó dạ. Người ta cho mượn bán nước và nước mía ha. Dạ. Dạ, người sáng vậy đi làm cỏ làm gì rồi như là sáng bắt đầu ở đây nấu cơm rồi đi đặng thì làm đồ ăn rồi đem lợi rồi tôi đi vô vườn mía làm cỏ làm gì đó, hồi đó có ổn thì mình không có cực. Dạ. Rồi lúc đó mía được đó, mía 7-8 cộng bán gì đó cũng có tiền, từ bệnh dịch tới giờ không có, rồi còn dư chút để ổng bệnh đó là đi luôn, ổng làm hết rồi là bệnh ông mà thôi là đi không còn chứ nhà cửa nhà sao gặp chứ nhà cô con thấy là cũng chống trước chống sau quá trời luôn rồi. Ở sao kìa, tôi 50 vậy tôi không cho mấy đứa này ra sao đâu, tại sáng vậy tôi đi bữa nội không đi làm có bán gì có mua đồ ăn. Một bữa cô bán như vậy là cô thu nhập được bao nhiêu tiền? Nhầm khi được 100, nhầm khi không tới nó 60-70 ngàn cũng có. Rồi ít tiền quá rồi, rồi mấy đứa nhỏ này sao có cái ăn cô? Dạ tiền ta tại vì không có, nhầm khi mua thiếu người ta rồi mấy đứa nó gửi trả chứ không đủ thì mượn ta đóng lợi người ta đỡ vậy đó. Dạ. Tháng 7 mấy con có đi giật giật vàng không? Hả? Không. Hôm qua đi giật hết hả? Mấy đứa trẻ ngây thơ mà thấy sót cô chú anh chị. Là mấy đứa này là đi lượm dây chai hết luôn. Có lượm ba đứa nhỏ này giữ em ở đây tôi lấy hả, sáng thì ba mấy đứa này ở đó, còn ba đứa ở đây coi nhà nấu cơm thì tôi đảng thì làm đồ ăn thì đem lợi. Rồi tôi dọn ở đó xong rồi mới tôi về đây ngủ cho thằng lương. Bà đứa này cho ngủ coi chỗ nguồn nước mía đảng. Tức là mình chia ra hả con? Dạ thì chia ra đứa giữ em, đứa đi nhà lượm ve chai, rồi đứa đi bán nước mía. Dạ rồi, tôi nói thiệt giờ này tôi không có nói đâu, tôi cũng còn dễ vậy cho cháu bà vậy. Nhầm khi tôi nói thấy tôi khổ này mà có tôi đâu có phải cho mấy đứa đi lượm đâu. Dạ. Nuôi con nuôi thầy cháu ông đã tới giờ hả, lúc đi học giờ xe cũng hư hết á, đêm nào cũng khóc mà la nó khóc không có tiền mua cho nó đi học. Nói sáng mày đi bộ đi nói vậy mà nước mắt khóc quá, tự nhiên con ta có tiền mua con mình sao khổ được. Ông mất nhìn con cháu ta mà nhìn lại con cháu mình thấy chạnh lòng hả cô? Dạ, ổng còn dễ vậy. Mấy đứa này ổng lo hết trơn.
Dạ. Chọn chợ đi. Ở đây là đất, là đất cái này của khu tập thể. Cô có mua không cái này? Cái này nè, đất này là của nhà nước cho. Nhà nước cấp hả cô? Dạ. Vậy là cô cũng là nằm trong hộ nghèo khó khăn hả cô? Dạ, hộ nghèo hộ nghèo. Hộ dạ. Nghèo trước giờ cái gì cô? Dạ. Vậy là nằm trong hộ nghèo bình dân đó cô chú anh chị. Dạ. Người ở đó anh ta cho mượn. Cái này là nghèo có huy chương á. Dạ. Cô nghèo có huy chương luôn phải không? Phải rồi. Không, nếu mà không tin thì hỏi chúng phường biết hết đâu. Dạ. Trừ tới thành phố luôn cả. Dạ, dạ cô ơi, tụi con khi mà tụi con đến đây thấy hoàn cảnh, dạ, thấy ngôi nhà của cô này cũng sạch sẽ, nó cũng hơi nghiêng về phía cặp cái mé mương này rồi. Có ghê gãy. Dạ, là con biết gia đình cô là cũng rất là khó khăn. Hồi năm đó ông bệnh đó là ông đâu có biết ông bệnh nặng, tôi cũng không biết nữa. Ông hồi đó ông nước vô phổi, ông tưởng là ông làm nặng mới ông bệnh hoài. Yeah. Ông uống thuốc rồi thì ông không đi từng đi khám luôn. Uống thuốc rồi ông ăn vậy đó, xôi với 10 ngàn ông ăn cho phân nửa giọng bánh mì khúc vậy ông làm tối ngày. Không thôi lại hỏi xóm này từ thành phố tôi vô tới và trong luôn, ai cũng biết ông hết trơn. Rồi tính tiền nó để cất nhà thì ông bệnh hết, bây giờ ông đi hết tôi đâu có tiền bà không. Rồi một ngày này cái nhà của cô thì con thấy là cây nó cũng mục rồi. Dạ. Rồi mưa vô cái tháng mưa này, mưa con nghĩ là mưa ở đây chắc cô bị mấy đứa nhỏ bị ngủ bị tạt hết hả cô hả? Tạt. Dạ. Rồi cái nhà mình nó hư rồi, cô sẽ liệu như thế nào trong khi là ngôi nhà tới 11 đứa trẻ như thế này? Bây giờ không biết sao chừng nào. Bởi vậy đâu có nói được, tại mình không có tiền. Gắn chị tội nghiệp hết rồi. Tính ra mình nó không có học mà cho nó biết chữ. Dạ. Tội nghiệp biết chữ mà không có vậy. Nhầm khi tôi nói thiệt đi, người năm ngàn nhầm khi nó ăn mỉ nó đi học. Con thấy là cô cháu đông nhưng mà con thấy mấy đứa cũng chắc cũng dễ dạy, cô thấy cũng ngoan nè. Nhỏ nhỏ ngồi trật tự nè con. Trời ơi tội nghiệp quá trời luôn à. Đứa nào đứa nấy làm lúa hết rồi. Làm lúa hết trơn gì. Cô ơi như vậy thì mấy đứa nhỏ mà đi lượm ra chai một ngày là bán được bao nhiêu tiền cô? Đi vô trong vô lượm trong phường đó, quen quen vậy đó. Nhầm khi người ta cho, nhầm khi 2-3 ngày bán được 100 ngàn, nhầm khi bán 30-40 ngàn. Tại sáng đi bây giờ tới giờ học là không có việc đi nữa. Bữa nay chủ sáng giờ đi. Mấy con ăn cơm nước gì chưa? Ăn gì người chưa người gọi. Nói đi. Ai ăn rồi? Ai ăn rồi? Chưa hết. Con chưa phải không? Ai ăn rồi giơ tay lên. Chưa hết. Rồi hai đứa ăn rồi ha. Ăn mì. Ăn mì hả? Tại mới làm tháng 7 này có ai tặng đồ gì không? Ta cho cũng cho gạo. Cho gạo ha. Ở đây cũng như là địa phương cũng biết cái hoàn cảnh của cô khó khăn nè. Dạ, cô, nhầm khi tôi ở ngoài đó anh ta đi ngang tao biết từ nào giờ có ổng thì đợi từ ổng mất này người nào cũng tội nghiệp tôi hết trơn mấy người. Nhầm khi mấy ngày việc tại làm để làm việc ở chợ người ta có phiếu ở đảng ta xin ta chở gạo cho luôn. Dạ. Ta tại anh ta biết mình ở đó lâu rồi. Con thấy cô chấp phát tội nghiệp cô quá. Dạ. Đúng là cái tuổi như cô á thì cái tuổi này cũng nghỉ ngơi hưởng phước từ con rồi từ cháu rồi mà phải làm lụng kiếm từng đồng tiền để mà trang trải cuộc sống trong gia đình của chú anh chị để nuôi 11 đứa trẻ như thế này thì đâu có ngày nào mà cô dám nghỉ hả cô? Không có dám đâu. Dạ. Dù bệnh không dám nói với con nữa, sợ con nó đi làm không được buồn. Con ngồi qua đó đi, con ngồi qua đó đang dây mặt qua đây trong bà mưa nó hay. Giọt không cô? Dạ. Con giọt có để cái đó nó tạt. Nó lủng lỗ hang tà le hết nè. Cái này tôn cũ không? Tôn cũ không á, tôn mình lụm dây chai về cái mình gáp vô không ha. Phải đó, hồi đó thằng ba mấy nhỏ này chưa thôi người ta để mua mà làm tôn cũ á, ta cắt. Rồi ở chúng đó. Dạ. Rồi người ta thôi người ta đi hết trơn. Dạ. Tới ổng mất rồi cũng khó khăn đó, đâu cũng ở đâu. Mấy con học từ đây lại trường học xa không? Dạ xa. Xa hả? Dạ, chỗ cái con số 2 là. Tức là bao xa? Mình đi xe đạp hay là mình đi bộ?
đi xe đạp mà lúc này xe đạp hư chắc đi bộ. Xe đạp nhỏ nhỏ ta cho hai chiếc bây giờ gãy. Cho hai chiếc ha. Là gãy rồi đó. Gãy chân rồi. Gãy rồi bây giờ sửa không được, để sửa người ta sửa không được. Đây nè. Xe đạp. Rồi sang ta đi tủ hộp. Xe đạp này chiếc hình như là cũng 400-500 à. 400-500 ngàn á. Hồi năm ngoái ta cho hai chiếc á. À, mấy con đạp xe đâu, mấy ai biết đạp xe? Biết trời ơi, nhỏ đạp xe ai cũng biết hết ha. Biết nhỏ nhỏ biết đạp xe chân. Ôi ông nhỏ muốn đưa tay con biết đạp xe không con? Để em đưa tay đi con. Ơi ông đưa tào lao ông. Ông có biết đạp đâu mà ông đưa tào lao nha. Cười. Nghe xe đạp cái giơ tay lên nè. Khi tôi đi đi lội đi nhà người ta cũng ở đây người ta tội nghiệp la dùng la vậy. Tôi cột cửa tôi không cho ra. Cô cột cửa thì cô gào lại cặp mé. Dạ. Ở đây thì cô chú anh chị nè, cũng thấy. Tôi cặp cái mé nước như vậy nè. Tôi gào rồi đó. Dạ. Rồi ở sao tôi cho nó đóng cửa tôi gào hồi đó ổng còn ổng làm hàng gào ổng nuôi gà. Rồi ổng mới mục hết trơn rồi nó mới gãy đó. Dạ. Ngồi dậy. Mai mua cho con xe đạp chịu không? Dạ. Nhỏ nè. Chịu khỉ khô quá ai mua chịu. Mới biết nói nè. Cô ơi, con đại diện Quý Mạnh Thường Quân là cô Hương. Dạ. Cô Hương gửi 1 triệu để cô phụ tiền cho con. Dạ. Mua đồ ăn cho mấy đứa cháu ngoại của cô. Cảm ơn cô Hương. Là dạ cô Hương. Chú luôn tuyệt. Dạ. Hậu Giang con cũng thay mặt cho gia đình và ngoài của mấy đứa cháu gửi lời cảm ơn cô Hương. Mấy con cảm ơn bà đi. Mấy con cảm ơn bà. Nó lớn lên nè. Nó lớn lên. Điểm 1, 2, 3 là nó lớn lên nha. 1, 2, 3. Nói. Ừ. Con cảm ơn bà Hương. Con cảm ơn bà Hương. Ừ. Ông nhỏ sao ông không nói? Ông lo uống sữa không à? Tội nghiệp cô quá à. Cười là cô ơi. Bữa nào mà không có tiền rồi làm sao mua đồ ăn cho mấy đứa nhỏ gì? Nhầm khi người ta cho, nhầm khi tôi đi đó, người ta bán chịu cho hồi đó thì người ta biết đó. Thôi đi con. Ở bên đây có cái ao nè, con thấy có mình có giăng lưới cá gì không? Có cá gì không cô? Của anh ta. Của ta hả? Dạ, không sợ mấy đứa này. Đúng rồi. Mấy đứa nhỏ nhỏ này đừng có ra mấy sông nguy hiểm lắm á. Mấy đứa lớn này nó có biết lội không cô? Không. Hai đứa này biết, mấy đứa này thiếu biết đâu, tại nhỏ nhỏ này không cho tắm đâu. Tại dạ, hai đứa nhỏ nó... Có trẻ con mà ở đây gần cái ao lớn quá trời luôn, cặp nhà luôn. Sáng đi còn ba đứa này thôi, này đi bển hết chưa rồi, còn ba đứa này ở. Tức là cô dẫn mấy bé qua bển bán ha, phụ ha. Dạ. Qua bển kêu bằng chừng luôn á, trong luôn á. Mấy đứa nhỏ. Đi lượm rồi, đi dùng nhậm khi coi tôi vô giường với hai. Dạ. Trong. Thì tới giờ học là... không có ở không đâu, tới sáng làm rồi phải giữ rồi đặng nữa, người ta đi học hết, thằng này học buổi chiều, mấy đứa này học buổi sáng. Đi lội bộ hả? Lội sao không con? Con có học là đạp, con lội bộ hả? Có xe đạp nó hư rồi. Hư hả? Dạ, mới vô, hai đứa này mới vô. Con học lớp mấy? Lớp 1 thôi hả? Nhiêu tuổi? 10 tuổi. 11, 10 tuổi. Nếu mà bình thường cũng lớp 2 rồi. Nếu mà ở như vậy. Lớp 5 rồi, 6 tuổi lớp 1. Lợi hồi ông ngoại nó mất đó, mới hồi năm mai là cỡ nửa năm rồi đâu, người ta vô được 3-4 tháng mình đâu có sinh được, mấy năm nay đi vô sinh đó. Biết đâu mấy chú quay tụi con chia sẻ lên thì có ông bà cô chú sẽ mua cho mấy đứa con mỗi chiếc xe đạp nè. Chịu không? Ơi ông chịu hoài, chịu khô quá. Nhỏ, ông nhỏ là chịu không à? À biết đâu mấy chú đăng lên thì mấy ông bà cô chú sẽ mua cho mấy con chiếc xe đạp nha. Dạ, nhiều khi cô muốn mua cái gì cho mấy đứa cháu cô ăn ngon chắc cũng đâu có mua hả cô? Không có đâu, là như tươi thang vậy, ta gửi tiền thì bữa đó mua được một ngày để cho ăn ngon. Ai gửi cho cô? Nhỏ thứ năm. Cũng như là cô nói là con không có gì ăn thì con cô gửi về phải không? Chừng nào tươi thang người ta gửi, còn như mình có thì mình bán mua bị bà ăn vậy đó. Cô nói người ta gửi, con tính đâu bà con ở ngoài chùm sớm phải, ở đây. Con đi làm á. Dạ. Mẹ mấy đứa này đi làm. Rồi có khi tháng nào mà kẹt ón thì không có gửi gì cho cô không? Cũng có. Rồi tháng đó không có tiền rồi cô liệu ra sao? Mua thiếu người ta mượn tiền ta đó. Dạ. Dạ bởi vì nó do mượn tiền ta rồi mình không có tiền trả đóng lời như tháng đó. Rồi vậy là mượn tiền lời vậy. Đóng lời nữa. Dạ. Rồi công nghiệp bà ngoại quá trời. Mấy con có ai thích xe đạp không?
em nào thích giơ tay lên để mấy chú ông bà cô chú biết nè. Ô ô nhà rồi ai thích giơ tay lên nè. Tới 8 chiếc xe đạp lận. Anh hai thích không? Ơ vậy sao giỏi xuống đi ông ơi. Ông bỏ rụng đâu cũng dơ hết. Đó, nói chung là ai cũng thích xe đạp hết ha. Chiếc khoảng 500 ngàn thì đâu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bà này nhỏ xíu sao đạp. Thôi đưa tay xuống đi. Đưa tay xuống con. Ừ đưa xuống đi. Chạy được. Đó, vậy là còn 5 người. 5 người chiếc 500 là 2,5 triệu. À, thôi bụp đi đây khó quá. Con thấy cái nhà của cô hai đứa này cô chú anh chị khoái lắm. Có cột niềng lại không? Có. Con nhìn mấy đây con đứng gì là cái nhà này nghiêng qua đổ xuống mấy mươi ngàn rồi nè. Dạ. Chắc cô cũng không biết gì đâu. Đúng rồi nè. Đó anh em mình nhìn coi. Đó cái góc kèo đó. Có gió lúc nào gió. Dạ vô cái mùa mưa nè cô. Dạ cái nó mục hết rồi. Hồi năm ổng bệnh á, ổng nói là qua Tết đặng ổng cất nhà. Rồi tới ổng đi bệnh viện ta nói đoạn cuối luôn đi tới bệnh viện Chợ Gãy luôn. Dạ bệnh viện Chợ Gãy luôn. Rồi về đây là có 2 tháng rưỡi ổng làm tối ngày không có nghỉ. Rồi bữa đó ổng chịu đi bệnh viện nữa. Ổng kêu thằng này đi vườn mẹ lấy thuốc cỏ cho ổng uống. Rồi không có mẹ đứa này nói là nhắn tin cho sơ trong nhân ai á, tại sơ biết ổng bệnh á, rồi lại kêu mới ổng chịu đi là đoạn cuối. Rồi bác sĩ nó không từng đi khám, nói không, ổng chỉ uống thuốc, ổng không chịu đi khám. Rồi tới đó làm được 3 ngày người ta chuyển đi thành phố, ít đó chuyện bệnh viện Chợ Gãy. Tôi đâu có biết bệnh viện Chợ Gãy đó, người ta nói chuyện, nói bây giờ cho giao 10 ngày, sợ mình không có tiền, nên đại lúc đó tiền ổng để dành các nhà đó, rồi nói có đi à. Rồi mới chở ổng đi, tôi cũng tưởng là đi bệnh viện Chợ Gãy đa mộ được, tôi đâu có biết đâu. Rồi đi nói đoạn của cái này thì mình xong trong bệnh gì để chừng nào đau thì mình qua bệnh viện mình là khám rồi mình uống thuốc giảm đau thôi. Rồi lợi về nhà đây nói dốc ổng không, nói tại là uống thuốc để giảm đau, thế này thuốc uống hôm nay mới hết, đâu có dám nói đoạn cuối đâu. Một ngà mộ lợi ha. Một tuần thì đi nữa, 2-3 ngày đi nữa trong bệnh viện không à. Ổng 12-15 ngày không ăn cơm, ổng ốm nhất, ổng cũng nhỏ con, ổng không mà. Ổng không có giờ nghỉ đâu, mấy người nào cũng tội nghiệp hết. Cô ơi, từ khi mà mẹ của bé mà bỏ mấy đứa còn nhỏ lúc đó là cô nuôi chắc cực dữ lắm hả cô? Hồi mẹ mấy đứa này là hồi đó ở đây mới đi, hồi tiếp tới giờ. Dạ. Tại rồi chồng đi nói ở nhà đi coi mấy đứa đi thì mình bán lặt chặt có gì ăn nấy, rồi nó thấy thiếu nợ quá nó đi, nó trốn đi, rồi nghe tôi té nó mới điểm giờ ai cũng trốn đi hết rồi bỏ cô phải gánh hết. Dạ, không phải là tôi không cho nó đi, mấy đứa thì ta đi thiệt thà của anh ta, còn mấy đứa này tôi không cho mẹ nó đi, nó kể ở nhà lo nuôi đi mình coi gì ăn nấy đi, rồi nó thấy tôi thiếu nợ quá nói không đi là không có tiền trả anh ta. Hiện bây giờ thì cô mấy còn này thiếu nợ không? Còn thiếu mấy triệu. Mười mấy triệu rồi cô nuôi mấy đứa nhỏ gì rồi làm sao mà cô có dư để mà cô trả cho bà con ở đây? Chừng nào người ta làm có tiền thì như là mình bán thì được, mình ăn thì tới tháng làm nó trả đã từ từ chịu. Tức là có nhiêu mình trả nhiêu hả cô? Người ta cũng không làm khó dễ mình ha. Chỉ mình có tiền. Đúng rồi, tại vì cái đó là mấy đứa con. Con này là cô đứng ra cô trả. Thì mình có bao nhiêu mình trả bấy nhiêu. Con đi làm mặc là như tháng ta gửi như mình bán có được đủ ăn như tháng này vậy đó, mình lợi người ta cho 3 triệu vậy đó, nhưng mình dư 1 triệu trả người ta 1 triệu. Yeah. Rồi mình đóng lời, như mình có mình đóng lời, không có mình trả từ từ không. Yeah. Chứ chỉ cần đóng lời người ta thôi. Đông như gì thì cô cho cháu ngủ ở đâu? 3 đứa này ngủ coi giường mía thì tôi lợi nha. Tôi và tôi mới lợi thì ở đây là 5 đứa tôi ngủ ở đây. Còn 3 đứa nào mà ngủ chỗ xe nước mía hay là giường mía hay là xe nước mía? 2 đứa này với thằng này nè, thằng Lương này nè, 2 đứa này. À, đẳng có cái nhà nhỏ hả? Nhà chòi, thấy giường mía, chòi giường mía đó chòi. Dạ, nghe cái chòi, ngủ chòi. Dạ. Sao mà còn nhỏ quá mà cô cho cháu ngủ đằng chòi? Nè, có nè. À, có thằng lớn. Dạ, rồi có M2 nó ở sau đó đó. Dạ. Rồi chạy quen rồi, ở đó hồi nào vừa nó quen. Dạ. Vất vả quá rồi, mấy đứa nhỏ gì rồi. Cô thì ngày lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng phải giảm chứ. Mấy sáng con có ước mơ gì không? Mấy con có muốn gì không?
Bây giờ sẵn dịp nè, có muốn gì cứ nói luôn. Nói biết đâu ông bà cho nè. À, chú mời con ra đây. Con gái ra đây nè con. Ngồi đây, ngồi đây đi con. Ngồi đây. À, con tên gì? Nói Thạch Thị Ngọc Trinh. Thạch Thị Ngọc Trinh nè. Đó. Bây giờ là Ngọc Trinh là học lớp mấy rồi con? Lớp 2 rồi. Lớp 3. Trời ơi, lớp 3 mà nói lớp 2 nữa. Sao không nói thách mà sao mà nói giảm quá giờ không biết nữa. Dựng trên kia trên không có tay. À. Rồi có mơ ước gì không nói cho ông bà cô chú nghe này. Hả? Không mơ ước gì trơn hả? Không mơ ước gì sao? Thôi bây giờ theo con suy nghĩ là con muốn cái gì, con thích cái gì, con nói cho mấy chú nghe coi. Không có gì hết trơn. Trời ơi, kỳ vậy. Không có gì hết trơn á. Không thích gì hết trơn hả con? Không thích gì hết trơn hả? Sao hiền dữ vậy nè? Nói chung là miễn có hàng ngày có cơm ăn gạo là được rồi ha. Dạ. Ông bà cô chú thương ông bà cô chú cho tiền thì con có thích không? Thích. À trời ơi, có cái thích nha. Rồi anh nhỏ anh thích gì anh nhỏ? Hả? Chắc anh thích sữa chứ gì? Phải không? Cái này còn có cháu nào uống sữa không cô? Ừ. Còn nhỏ đó uống nè, sữa. Đó, nãy giờ ngồi uống sữa hết ly múc beng beng. Không thích gì hết trơn mà ông bà cô chú cho tiền là con thích. Trời ơi, thích cũng đơn giản ha, không thích cái gì khó hết trơn á. Rồi con gái con thích gì? Ra đây. Thôi, thích cái gì là mình nói nha. Này con gái ra đây. Con gái ra đây con. Nè con tên gì con nói lớn lên giới thiệu cho ông bà cô chú biết tên của con nè. Con gái nè. Là Thị Ngọc Quyền. Ngọc Quyền ha. Thạch Thị Ngọc Quyền. Mấy tuổi con? Dạ con 13 tuổi. 13 tuổi. Ngọc Quyền. Bây giờ mấy chú thấy là trong ngôi nhà của con nè, bà ngoại thì lớn tuổi rồi mà anh chị em con quá đông như thế này thì con có cái mơ ước điều gì không? Đi làm kiếm tiền về cho bà ngoại. Giỏi. Ừ, đi làm về kiếm tiền cho bà ngoại mà con còn nhỏ gì rồi con sao con đi làm được? Con có đi lượm ve chai không? Dạ không. Không ha. Trời ơi, tội nghiệp quá. Con phơi nắng dữ lắm phải không? Con phơi nắng không? Chú thấy con phơi nắng lắm á nha. À, vậy là không ai thích gì hết hả? À, có ai thích không? Sao con mặc ngơ ngơ vậy? Con không muốn thích gì con cứ nói đi. Trời ơi, ông thích dữ vậy không? Ông thích căn nhà gì vậy? Thích nhỏ nhỏ thôi. Thích gì? Nói lại đi. Lớn lên, nói lớn lên. Ước gì lớn ha, rồi đợi mười mấy năm nữa nghe con. Mười mấy năm rồi lớn nha. Rồi thôi nói ra thôi con cũng chúc cô nhiều sức khỏe nha. Mấy con gắng cố gắng phụ mẹ, ý phụ bà gì bà nội hả? Ngoại. Ngoại hả? Vậy là đây cháu ngoại hết luôn. Cháu ngoại không, ba cháu nội ba đứa ở Sóc Trăng. Trời ơi, vậy đây 10 11 đứa cháu ngoại. Dạ. Một mình cô nuôi 11 đứa cháu ngoại. Giờ ba đứa anh ta đi rồi. Trời ơi. Còn mấy đứa còn là một cô luôn. Một cô hết luôn, 11 đứa cháu ngoại của chú anh chị cha mẹ bỏ ghê hết luôn. Tám đứa này thì cha mẹ bỏ ghê, người thì mắc, người thì lấy chồng khác, rồi bỏ mấy đứa nhỏ nè, cô chú anh chị thấy không? Hoàn cảnh nè. Rồi thôi mấy con chào ông bà cô chú đi, chúc ông bà cô chú nhiều sức khỏe đi. Chúc ông bà cô chú nhiều sức khỏe. Ừ, rồi ông bà cũng chúc mấy con nhiều sức khỏe nha. Rồi vậy con xin phép chào cô nha cô. Mạnh cũng xin kết thúc cái video tại đây. Chúc tất cả cô chú anh chị một ngày mới an lành. Rồi xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị video sau. Dạ kính thưa cô chú anh chị, trên tay của Mạnh đang cầm ngải đen, ngải chống độc của Cao Trung Sơn, hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, thoái hóa cột sống, thần kinh tọa, viêm son, viêm nhiễm, viêm búi chỉ, đặc biệt là di căn tế bào ung thư. Cô chú nào có nhu cầu đặt hàng cứ liên hệ số điện thoại ở dưới màn hình.